Ok chị. Rồi. Tiếp tục. Mời một chị xinh đẹp. Một chị xinh đẹp trong số 1.3 đọc đến từ trang 206 này đến trang 211 này. Nhưng mà một cánh tay giơ lên. Đâu? Sao một người phụ nữ xinh đẹp trí tuệ nào giơ tay đâu nào? Rồi, yes. Hoa hậu. Thôi chị mời chị Đàm Dung giơ tay trước rồi, hoa hậu của nhóm học tập. Lát nữa em mời chị Ngọc Huyền. Đúng không? Xin chào nhóm trường Xuân Nguyên cùng tất cả các anh chị em trong nhóm học tập nhóm đọc sách. Chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc trọn vẹn cả cuộc đời. Xin được tiếp tục đọc trang 206. Khả năng giải quyết vấn đề trong giấc ngủ. Tiến sĩ Herfect là một giáo sư hàng đầu trong ngành nghiên cứu Assyria ở Đại học Pennsylvania. Trong hồi ký của mình, ông đã kể lại một trải nghiệm đáng kinh ngạc. Một buổi tối thứ bảy, tôi đang mệt mỏi rã rời vì đã cố hết sức nhưng vẫn chưa giải mã được hai mảnh đá mã nào nhỏ, vốn được phỏng đoán là mảnh vỡ từ những chiếc nhẫn đeo tay của người Babylon. Khoảng nửa đêm, cảm thấy chán nản và kiệt sức, tôi quyết định đi ngủ và tôi đã mơ giấc mơ thật lạ lùng. Một giáo sĩ cao gầy, chừng 40 tuổi ở thành phố Thánh Nippert đã dẫn tôi đi vào hầm chứa kho báu của một ngôi đền. Đó là một gian phòng nhỏ, trần thấp và không có cửa sổ. Những mảnh đá nặng mã nào và đá da trời nằm rải rác trên sàn. Ngay tại đó, ông nói với tôi, hai mảnh đá ông đã mô tả riêng rẽ ở trang 22 và 26 không phải là đá cẩn trên nhẫn đeo tay đâu. Trước kia, hai chiếc vòng được dùng làm khuyên tai của tượng thần. Hai mảnh đá ông đang giữ là những mảnh vỡ từ đôi khuyên tai đó. Khi gắn chúng lại với nhau, ông sẽ chứng thực được lời ta nói. Ông bừng tỉnh ngay lập tức. Tôi vội kiểm tra lại những mảnh đá và kinh ngạc vô cùng khi thấy giấc mơ của mình được xác thực. Vấn đề tôi đang trăn trở rốt cuộc đã giải quyết bằng một cách quá đỗi lạ kỳ. Câu chuyện này quả là một minh chứng rõ ràng cho thấy hiện thể sáng tạo của tiềm thức vốn luôn biết câu trả lời của mọi vấn đề. Tiềm thức trong giấc ngủ của một nhà văn nổi tiếng trong cuốn sách Across the Plains băng qua đồng bằng, Robert Louis Stevenson đã dành hẳn một chương để viết về đề tài giấc mơ. Ông vốn là một người mơ mộng mãnh liệt, thói quen bền bỉ của ông là truyền đạt đến tiềm thức những chỉ thị cụ thể và hàng đêm trước khi ngủ. Bằng cách đó, ông yêu cầu tiềm thức giúp ông hư cấu những câu chuyện ngay trong giấc ngủ của mình. Stevenson thuật lại những phút thần bé nhỏ này, trí tuệ và sức mạnh của tiềm thức của ông có thể kể cho ông biết từng phần của một câu chuyện, cứ như tôi đang đọc một loạt truyện dài kỳ vậy. Và từ đầu tới cuối, sức sáng tạo không hề cho tôi biết đâu là kết thúc mà câu chuyện sẽ hướng tới. Vậy là phần việc tôi làm khi thức dậy, khi ý thức của ông tỉnh táo và có thể nhận biết, không có chút gì là của tôi cả, vì những gì diễn ra đều thấy rằng những phúc thần ấy đã can thiệp vào. Ngủ trong thanh thản, thức dậy trong hân hoan. Nếu bạn bị mất ngủ thì lời cầu nguyện dưới đây sẽ rất hiệu nghiệm. Lặp đi lặp lại, thật chậm rãi, lặng lẽ và chân thành trước khi ngủ. Những ngón chân tôi thư giãn, mắt cá chân tôi thư giãn, các cơ bụng tôi thư giãn, tim và phổi tôi thư giãn, bàn tay và cánh tay tôi thư giãn, cổ tôi thư giãn, trí óc tôi thư giãn, khuôn mặt tôi thư giãn, đôi mắt tôi thư giãn, toàn bộ tâm hồn và thể xác tôi cùng thư giãn. Tôi thực lòng tha thứ cho mọi người, tôi thành tâm cầu nguyện, mong mọi người hòa thuận, khỏe mạnh, an bình và nhận được mọi phúc lành của đời sống.
Tôi đang yên ổn, cân bằng, thanh thản và điềm tĩnh. Tôi nghỉ ngơi trong an lành và bình yên. Sự tĩnh tại tuyệt đối truyền lan khắp người tôi, và sự yên tĩnh kỳ diệu vỗ về thân thể tôi khi tôi nhận ra hiện hữu linh thánh tồn tại trong tôi. Tôi biết sự thấu tỏ đời sống và tình yêu sẽ ấp ủ và vun vén cho tôi. Tôi cuộn mình trong tấm chăn tình yêu rồi chìm sâu vào giấc ngủ chứa đầy những suy nghĩ tốt đẹp về tất cả mọi điều. Suốt đêm tôi ngủ trong bình an và sáng ra tôi dậy. Tôi thức giấc tràn đầy sức sống và tin yêu, một vòng tròn yêu thương bao bọc xung quanh tôi. Nhờ vậy tôi không sợ hãi bất kỳ điều xấu xa nào. Tôi đi ngủ trong thanh thản, tôi tỉnh giấc trong hân hoan và cứ thế trong đời sống này tôi sống và hoạt động là chính tôi. Điểm lại những ý cần nhớ. Một, nếu bạn lo sẽ không thức dậy đúng giờ được thì trước khi đi ngủ hãy cho tiềm thức của bạn biết thời điểm chính xác bạn muốn tỉnh dậy và tiềm thức sẽ đánh thức bạn. Hãy áp dụng tương tự đối với các vấn đề khác và bạn sẽ có kết quả như ý, vì đối với tiềm thức thì không có gì là quá khó khăn. Hai, trước khi ngủ hãy tha thứ cho chính bạn và mọi người để hồi phục diễn ra chóng vánh hơn. Ba, sự mách bảo đến với bạn trong giấc ngủ thỉnh thoảng qua một giấc mơ. Trong khi bạn ngủ, những nguồn suối chữa lành cũng tuôn chảy dạt dào. Để khi bạn thức giấc và bắt đầu một ngày mới, bạn sẽ cảm thấy mình luôn khỏe khoắn và tràn đầy sức sống. 4. Khi những phiền toái và xung đột của cuộc sống thường ngày khiến bạn mệt mỏi và kiệt sức, hãy trấn tĩnh và xoa dịu tâm trí đang quay cuồng của bạn. Hãy nghĩ đến nguồn minh triết và trí tuệ đang nằm sâu trong tiềm thức, lúc nào cũng sẵn sàng ủng hộ và trợ giúp bạn. Điều này sẽ mang lại cho bạn cảm giác an bình, sức mạnh và niềm tin. 5. Giấc ngủ là cần thiết để đem lại sự thanh thản cho tâm hồn và sự khỏe khoắn của cơ thể. Thiếu ngủ là có thể khiến cho chúng ta dễ cáu giận, suy nhược và rối loạn thần kinh. Bạn cần phải ngủ đủ ít nhất 8 tiếng một ngày. Các học giả nghiên cứu y khoa đã chứng minh rằng chứng mất ngủ đôi khi là dấu hiệu báo trước của sự suy sụp thần kinh của chúng ta. Vậy, trong giấc ngủ, bạn sẽ hồi phục về mặt tinh thần một cách kỳ diệu. Ngủ đủ giấc là yếu tố cần thiết để có một cuộc sống đầy niềm vui và sinh lực. 8. Khi trí óc mệt mỏi, nó sẽ rất thèm ngủ đến mức sẵn sàng hy sinh bất kỳ thứ gì để ngủ. Bạn có thể thấy được điều này qua nhiều người đã thiếp ngủ ngay cả khi họ đang cầm lái. 9. Thiếu ngủ ngủ sẽ làm cho trí nhớ trở nên sút kém và các hoạt động phối hợp thiếu chính xác. Nhiều người thiếu ngủ trở nên mụ mị lẫn lộn và mất phương hướng. 10. Những lời khuyên giải có thể đến trong giấc ngủ. Trước khi ngủ, hãy tin tưởng trí huệ vô lượng của tiềm thức đang định hướng và dẫn dắt bạn. Tiếp theo, bạn chỉ cần chờ đợi sự mách bảo đến với bạn, có thể khi bạn tỉnh giấc vào buổi sáng hôm sau. 11. Hãy tin tưởng triệt để tiềm thức của chính bạn. Hãy biết rằng tiềm thức luôn có khuynh hướng duy trì và bảo vệ sự sống. Thỉnh thoảng tiềm thức có thể đáp ứng cho bạn qua một giấc mơ rất sống động hay một thị kiến trong đêm. Bạn có thể cũng được tiên báo bằng giấc mơ giống như tác giả cuốn sách này đã từng trải nghiệm. 12. Tương lai của bạn hiện đang ở trong tâm thức của chính bạn. Nó đang hình thành từ những suy nghĩ thường ngày và niềm tin của bạn. Hãy thỉnh cầu trí huệ vô lượng chỉ đạo và dẫn dắt bạn với tất cả những điều tốt đẹp sẽ thuộc về bạn trong một tương lai sáng lạn. Hãy tin tưởng và đón nhận nó. Hãy trông đợi điều tốt đẹp nhất và điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với bạn. 13. Nếu bạn đang viết tiểu thuyết, kịch, sách hoặc đang nghiên cứu để sáng chế, hãy trò chuyện với tiềm thức vào mỗi đêm và quả quyết chân thành rằng sự minh triết, trí tuệ và sức mạnh của tiềm thức đang ở bên cạnh dẫn dắt, chỉ đạo và tiết lộ với bạn những giải pháp hoàn hảo, những điều kỳ diệu không thể ngờ tới và có thể ra đến khi bạn cầu nguyện theo cách thức này. Hãy gửi ước mong có được một giải pháp đến tiềm thức của bạn trước khi đi ngủ. Hãy kỳ vọng và tin tưởng vào nó và câu trả lời sẽ đến với bạn. Tiềm thức biết tất cả và thấy tất cả và tiềm thức sẽ giúp bạn khi bạn thực sự không hồ nghi sức mạnh của nó. Đó là cái nội dung của chương 13 mà chị Minh Phương mình đã đọc. Thì qua đây thì cũng
Có một số cái trao đổi một chút đó là về cái giấc ngủ đấy, vì là mình là giáo viên dạy ở sinh học cho nên là cũng đã dạy cái vai trò của giấc ngủ đối với cho học sinh. Thế thì mình không thể sống nếu không ăn được, nhưng mà mình cũng không thể ngủ, không thể sống được nếu không ngủ đấy. Nhưng mà mình có thể, một con người đấy có thể nhịn ăn được khoảng một tháng, hơn một tháng mà chưa 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 tức là chưa mát đấy. Còn nếu như mà chỉ nhịn ngủ trong khoảng từ 10 đến 12 ngày là có thể là ảnh hưởng đến 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 cái tính mạng của cơ thể rồi. Và người ta đã thực sự là người ta đã làm thí nghiệm trên động vật đó, thí nghiệm trên một con chó đấy, là người ta cho con chó này nó nhịn ăn 10 ngày, nó vẫn chưa chết, và sau đó họ nuôi nó lại, chăm sóc nó lại thì nó vẫn khỏe mạnh bình thường. Nhưng nếu mà cho cái con chó này nhịn ngủ 10 ngày thì nó sẽ chết, bởi vì cái giấc ngủ đây là nó cái giống như cái kiểu là một một cái bản năng, là một cái quá trình ức chế tự nhiên. Vì khi chúng ta đang còn thức đấy thì chúng ta sẽ suy nghĩ rất nhiều, hoạt động rất nhiều, lúc đó chúng ta sử dụng cái phần ý thức, phần ý thức của chúng ta, và cái ý thức này nó sẽ làm cho cái hệ thần kinh của chúng ta làm việc, và làm việc một cách làm nhiều thì nó sẽ dẫn đến là một lúc nào đấy là hệ thần kinh cảm thấy sẽ mệt mỏi, và nó sẽ chuyển dần sang cái trạng thái ức chế, tức là buồn ngủ, để mà lúc đó là hệ thần kinh có nhu cầu được nghỉ ngơi sau những một thời gian làm việc quá tải mệt mỏi, thì nó sẽ có nhu cầu nghỉ ngơi và nó chuyển sang một quá trình ức chế tự nhiên, tức là đó là thời điểm mà chúng ta buồn ngủ đấy. Vì trong quá trình chúng ta ngủ thì là hệ thần kinh được nghỉ ngơi và nó hồi phục lại sức khỏe. Và cái việc mà mất ngủ đấy là nó vô cùng là nghiêm trọng, có rất nhiều người bị mất ngủ. Và những cái người mà bị trầm cảm hoặc tự kỷ đấy thì cái giai đoạn đầu tiên đó là người ta mất ngủ thường xuyên. Mọi người cũng 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 cần phải nhạy cảm cái vấn đề này nhá. Nếu như bản thân mà thấy mình, hoặc là người thân của mình, bạn bè mình, những người xung quanh mình mà mất ngủ liên tục thì phải phải đưa ngay đến bác sĩ để người ta có một cái biện pháp giúp cho họ có thể ngủ được. Chứ nếu như cái này kéo dài thì vô cùng là nguy hiểm, vô cùng rất là nguy hiểm luôn. Vì là em trai ruột của mình đấy, đó là nhà mình có 4 anh chị em, và bố mẹ thì cố gắng sinh thêm một em trai út nữa đấy. Và em trai út của mình thì rất là đẹp trai, học rất là giỏi luôn, vô cùng là gọi là đẹp trai nhất họ đấy. Mà đến năm lớp 11 thì em học rất giỏi, và đến khi năm lớp 11 thì em cũng cứ ngồi em học bài. Em ngồi em học bài thì bố mẹ cũng cứ nghĩ là do em đang học thôi. Nhưng mà sau một thời gian thì em đã bị trầm cảm, và em không ngủ được. Đó. Một thời gian dài em không ngủ được và em phải bỏ học từ 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 cái thời gian đó đến bây giờ. Và cũng đã phải chữa trị rất là lâu nhưng mà vẫn cũng chưa hồi phục được. Và mình cũng đã từng đi chăm em ở như bệnh viện thần kinh trung ương 1 ở Hà Nội đấy, thì mình đã gặp rất nhiều những người như thế, nên là cái giấc ngủ này nó rất là quan trọng, mọi người phải lưu ý để mà ngủ đủ giấc. Và ở đây thì tác giả cũng nói là một ngày thì chúng ta phải đảm bảo 8 tiếng một ngày, 8 tiếng một ngày. Đó là cái lý do mà trong những cái công ty nhà máy người ta chia ca đấy ạ. Người ta chia ca bao giờ, người ta cũng chia một ngày thành 3 ca. Đó là 3 ca, mỗi ca 8 tiếng, để rồi mỗi người làm một ca, và ai có thể tăng ca thì vẫn có thời gian là làm 2 ca và nghỉ ngơi một ca. Tuy nhiên là khi mà cái thần kinh của chúng ta nghỉ ngơi thì cũng không phải là chỉ ngủ mới là nghỉ ngơi đâu. Mà khi chúng ta thư giãn, chúng ta đi du lịch, chúng ta nghe nhạc, hay là chúng ta làm một cái việc gì đó chúng ta yêu thích, thì đó cũng là cái lúc mà chúng ta đang nghỉ ngơi thư giãn. Ví dụ như thế là hôm vừa rồi đây là mình mưa ở đây đang bão to lắm, mưa và mình rất là đau đầu, và mình đã ngồi vẽ tranh và vẽ được 2 bức tranh đó. Đó là có cách một cách cách đó là một cái cách để mà thư giãn, và khi mà tập trung vào vẽ 2 cái bức tranh đó xong thì mình cũng thấy là hết đau đầu luôn. Hay là nói về thiền đấy, mình đã theo cái thiền thiền là 6 năm liền.
6 năm liền đi học thiền, đi học thiền và ngồi thiền 6 năm. Học thiền, thiền nó phải có cách học đấy ạ, phải phải được học và phải biết cách học, tức là phải đến để học với thầy, rồi thầy mở mở luân xa ở như trên người, mở luân xa ở như trên người, rồi sau đó là thầy dạy cho cách để thiền. Và thật sự là đầu tiên mình đi thiền đấy thì cũng chỉ là để tĩnh tâm thôi, bởi vì trong có một thời gian là trong một cái giai đoạn là tâm trí rất là bất ổn đó, thì mình tìm mọi cách để có thể là khắc phục cái điều đó, thì đi thiền, đi học thiền với các bạn. Và cái mục đích là cùng chỉ để là tĩnh tâm để mà quên đi cái để vượt qua những cái rối loạn trong 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 tinh thần thôi. Nhưng mà đúng thật sự là khi mà ngồi thiền đấy là cơ thể cảm thấy rất là khoan khoái thoải mái. Bởi vì khi mình ngồi thiền là cái năng lượng vũ trụ nó sẽ vào trong cơ thể đó, nó thầy nói là nó sẽ giúp chữa tất cả các loại bệnh, rồi là sẽ khắc phục được những cái rối loạn về tinh thần. À, nhưng mà cái điều đầu tiên mà mình nhận thấy đó là đỡ được đau đầu. Đấy, từ khi ngồi thiền là không phải dùng đến cái thuốc giảm đau nữa. Trước đây là đau đầu liên tục, ngày nào hầu như là chỉ cần thay đổi thời tiết hoặc là mình đi nắng nhiều hơn một chút thôi là sẽ bị đau đầu, hoặc đi giờ đi gặp phải gió là đau đầu. Nhưng mà từ khi mà ngồi thiền đấy là nó không đau đầu nữa luôn, và đến bây giờ cũng vẫn vậy, và đã theo đến 6 năm, 6 7 năm. Khoảng nửa năm từ Tết đến giờ mới không ngồi nữa thôi. Chứ còn trước đây là thường xuyên ngồi thiền và ngồi ít nhất là 30 phút. Và trong cái thời gian ngồi thiền đấy thì cái thần kinh của mình cũng được nghỉ ngơi. Đó. Và mọi người cũng đã biết là cái tiềm thức là có khả năng thấu thị thấu thính, thì có thể là nhìn thấy tương lai cũng như thể là quá khứ. Chính vì và tiềm thức là biết tất cả các đáp án cho mọi câu hỏi đấy, và tiềm thức chỉ hoạt động mạnh nhất mà khi mà ý thức, cái sự can thiệp của ý thức là thấp nhất. Vì thế cho nên là tác giả mới khuyên chúng ta là hãy suy nghĩ về những cái ý niệm tốt đẹp hay là gửi gắm đến những cái ước muốn của mình thông qua vào giấc ngủ, và tất cả những cái điều đó sẽ được tiềm thức sắp xếp một cách linh thiêng và cho chúng ta được cái câu trả lời rõ ràng nhất. Đó. Chính vì thế cho nên là tất cả những cái ví dụ ở trong này là những cái câu trả lời đều được diễn ra và được trả lời thông qua giấc ngủ. Đấy, kể cả về hiện tại, kể cả về tương lai, cả quá khứ nữa. Đó. Và mình đang định nói gì lại quên. Và những cái người như thế là các nhà khoa học hoặc các nhà văn chẳng hạn, thì thật sự là họ biết cách sử dụng tiềm thức rất là tốt. Bản thân như như chúng ta đây, chúng ta chỉ giải quyết những cái vấn đề thường xuyên ở xung quanh cái đời sống của mình đấy, là những cái vấn đề đơn giản, cho nên là mình có thể dùng những cái kiến thức của mình để mình giải quyết tốt được. Nhưng có những cái vấn đề mà nó vượt quá cái tầm kiến thức của mình cũng như hiểu biết của mình, thì mình sẽ gửi vào tiềm thức, đặc biệt là những cái nhà khoa học hoặc là những cái nhà văn, thì họ đã gửi gắm những cái ý niệm đấy của mình vào trong tiềm thức, và giúp họ có thể sáng tạo ra những cái đề tài khoa học, và cũng tạo ra những cái tác phẩm văn học mà có giá trị. Xin hết ạ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Rồi, chúng ta cho chị Đàm Dung chào vỗ tay. Chị Đàm Dung là quen rồi, biết tự vỗ tay cho mình luôn các anh chị. Chưa cần Nguyên nói là tự vỗ tay luôn. Rồi, cảm ơn chị Đàm Dung đã đọc sách và phân tích rất là chi tiết, rất là hay ạ. Rồi thì bây giờ đến phần số phóng phát biểu. Có anh chị em nào mình đã từng ứng dụng cái phương pháp ngủ mà để giúp mình có một cái câu trả lời cho một việc gì đó, hay là giải quyết một cái rồi ok, chúng ta cho nhóm trưởng Trịnh Huyền Trang vào tay. Rồi xin mời nhóm trưởng Trịnh Huyền Trang. Dạ em xin làm trưởng chị Xuân Nguyên cùng với tất cả chị em trong buổi hôm sáng ngày hôm nay, và em xin chúc anh chị ở một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Hiện tại thì em đang ở một chỗ mà chưa được sáng lắm đúng không ạ? Thật ra thì anh chị khi mà đọc đến cái chương 14 là cái chương ngủ này thì nó cũng rất là hay, đó là khi mà
Nó cũng là một dạng để anh chị có thể mình ứng dụng cái câu hỏi quyền năng ấy chị. Câu hỏi quyền năng tức là ngay bây giờ, ngay lúc này. Thì khi mà trong buổi tối, trước là khi mà anh chị gặp một cái điều gì đấy, anh chị gặp một cái câu hỏi gì đấy, anh chị muốn được kiến thức trả lời, thì là chị đang muốn là muốn hỏi ai đó nhưng mà anh chị không biết hỏi ai cả, đúng không ạ? Thì anh chị có thể đặt ra câu hỏi quyền năng, đó là ngay bây giờ, ngay lúc này, kiến thức hướng cho tôi con đường nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất cho tôi câu trả lời này. Thì anh chị nói chính xác thì cụ thể cái mục tiêu mà chị muốn nói ra, chị muốn chia sẻ ra, thì ngay lập tức anh chị, ngay lập tức khi mà chị đặt câu hỏi như vậy thì chị hãy thoải mái đi ngủ và đừng có nghĩ ngợi nhiều quá. Bởi vì nếu mà chị càng nghĩ ngợi vào câu hỏi đấy thì anh chị đang bị nỗ lực nghịch đạo, và sau đó thì chưa dễ dàng có thể kiếm thức ứng. Nhưng mà khi làm sao khi mà anh chị đặt câu hỏi kỹ năng ra mà anh chị cứ thoải mái thả lỏng cơ thể và mình đi ngủ thôi anh chị, ngay buổi sáng hôm sau thì kiến thức cho anh chị chính xác câu hỏi, cái câu trả lời như là cái câu hỏi mà anh chị muốn mới hỏi. Và thứ hai nữa là hoặc là có thể là anh chị chưa biết sử dụng sức mạnh thức mạnh thì có thể đến 2 đến 3 ngày sau thì kiến thức sẽ tự động thực thi cái câu hỏi đấy cho chị. Thì bản thân em cũng như vậy, khi mà kiểm đầu, khi mà em biết đến sức mạnh thức thì thật ra chị nó như là một cái gì đấy bản thân em chưa hề thực sự là hiểu lắm sức mạnh thức. Nhưng mà khi mà em thấy chị Lung chị có chia sẻ rằng là hãy đặt ra câu hỏi quyền năng kiến thức cho bất kỳ những câu nào mà chị muốn muốn tìm được câu trả lời, thì ngay lúc đó thì em cũng đặt câu hỏi ra lúc buổi tối khi mà em đi ngủ như vậy, thì rất là hay chị. Trong vài ngày hôm sau hoặc là buổi sáng hôm sau thì kiến thức đã cho em chính xác cái câu trả lời rồi, hoặc là sẽ là một nguồn lực có thể nhận chị ông trưởng, đúng không ạ, sẽ chia sẻ chính xác những cái thông tin, cái dữ liệu mà chị cần này. Hoặc thứ hai nữa là chị sẽ đọc báo này, đọc tin tức này, tất cả những cái trang mạng xã hội để giúp anh chị đạt được cái mục tiêu của mình. Và cái phần ngủ này cũng rất là hay chị, bởi vì khi mà em chính nghe thì sự tịch làm dung đúng không ạ, chia sẻ cũng rất là hay về kiến thức về mình ngủ. Nhưng mà thật ra anh chị, nếu mà mình ngủ 8 tiếng mà mình chỉ có làm việc 8 tiếng thôi, đúng không ạ, mình làm việc mà mình làm việc mà mình cứ để ý quá đến đến giấc ngủ của mình, có đúng không, là sai chị, nó đúng không, nó sai. Nhưng mà chỉ có điều là nếu mà mình chú trọng quá, mình ngủ quá nhiều thì liệu rằng anh chị có làm được được không, đúng không ạ? Thì thay vì vậy thì hiện tại đúng không ạ, nền kinh tế nó đang phát triển rồi thì có rất là nhiều khoa học về công nghệ này, khoa học về tất cả các lĩnh vực, đúng không ạ, thì cũng có khoa học về dinh dưỡng, đúng không ạ? Thì thay như vậy thì khi mà chị làm việc quá nhiều, ban ngày anh chị làm việc hết công suất rồi, buổi tối thì nó là SOS rồi, chị não bộ vì không thể nào hoạt động được rồi, thì nó rất là dễ dàng để chị buồn ngủ. Nhưng mà thay vì vậy, đúng không ạ, chị hãy bổ sung thêm dinh dưỡng cho mình để bổ sung tăng cường sức khỏe của mình. Và khi mà chị có sức khỏe rồi thì khi mà chị làm tất cả công việc, đúng không ạ, thì nó khi mà buổi tối khi mà chị đi ngủ này, và nó sẽ rất là êm, rất là êm ngủ. Và khi mà vào buổi sáng khi mà chị đi làm thì nó rất là tỉnh táo để chị đi làm việc được. Còn nếu mà anh chị nói là anh chị làm việc 16, 17 tiếng nhưng mà khi mà chị về anh chị lại không không tăng cường cái sức khỏe cho mình, thì liệu rằng là ngày hôm sau anh chị có duy trì được cái cường độ hay không ạ? Chắc chắn là không, đúng không ạ? Vì bản thân em khi mà mình thay đổi cái cường độ mình học tập, mình làm việc như vậy, thì bản thân em cũng phải bổ sung thêm rất nhiều, và ăn mình cũng phải ăn uống theo khoa học anh chị. Bởi vì nếu mà bởi vì bí quyết của những thành công, đúng không ạ, thì họ họ cũng làm việc rất là nhiều, ngay cả tập đoàn của bác Elon Musk anh chị, thì những cái tập đoàn, những cái người xung quanh bác Elon Musk phải làm việc 20 tiếng trên một ngày, còn riêng bác Elon Musk phải làm việc 23 trên một tiếng. Đó là những người thành công. Như vậy thì không chỉ là họ làm việc liên tục mà họ không làm gì đến, nó không quan trọng gì đến sức khỏe anh chị, bởi vì người thành công nó có cái xoay quanh, thứ nhất là về công việc này, thứ hai là về sức khỏe này, và thứ ba là tiền bạc, đúng không ạ? Thì khi mà họ làm ra tiền bạc rồi thì họ sẽ trích ra một phần nhỏ thu nhập của họ, thì họ có thể mua về cái sức khỏe, mua cái những cái thức ăn, những cái đồ dinh dưỡng khoa học lành mạnh, để có thể bổ sung thêm sức khỏe của họ để họ mới có thể làm việc được, đúng không ạ? Nếu mà chị nói là mình làm việc thôi mà mình không bổ sung sức khỏe của mình thì liệu rằng chị có làm được không, đúng không ạ? Sao chị chỉ ngủ mình thời gian người khác để mình ngủ thôi và mình không làm việc lại, đúng không ạ? Thì có lẽ rằng là mình cũng không thể nào mình đạt được cái hiệu suất cao đấy, cũng và không thể làm mình có thể tăng thu nhập được, đúng không ạ? Thì đó là một vài cái chia sẻ của em, bởi vì khi mà mình thế này tiền này, đúng không ạ, cái nền kinh tế nó đang phát triển lên rồi, thì mình hãy làm theo những cái nào mà khoa học để giúp mình có thể là tiết kiệm thời gian thành công của mình hơn. Giống như là nếu mà ngày hôm nay, đúng không ạ, giống như là khi mà mình nếu mà mình làm ít quá, làm việc ít quá, thì liệu rằng là đến bao giờ mình mới thành công đây chị? Nếu mà mình thành công nó không phải là một cái gì đó nó quá xa xôi, mà là thành công nó tùy thuộc vào từng cái mục tiêu của mỗi người. Mọi người có những cái mục tiêu gì, nếu mọi người có mục tiêu nhỏ thì đó cũng là thành công của mọi người rồi. Nếu mà anh chị là một có mục tiêu lớn
đó cũng là một thành công của anh chị. Nhưng mà nếu mà hiện tại mà anh chị đang có thu nhập từ 5 đến 10 triệu đúng không ạ? Mà anh chị muốn có thu nhập cao hơn từ 30 triệu đến 50 triệu thì làm sao anh chị phải đẩy cái cường độ mình làm việc lên. Mình không thể nào mà mình không thể nào mà mình cứ làm việc có 8 tiếng thôi mà mình lại mong mong chờ là có thu nhập từ 30 triệu đến 50 triệu được đúng không ạ? Nó chưa nó có cái gì đấy nó chưa hề dễ dàng. Bởi vì khi mà anh chị muốn đạt được cái mức thu nhập cao hơn thì mình phải đẩy cường độ mình làm việc lên. Thì như vậy thì thay vì vậy đúng không ạ, chị nên làm học mình vừa học này vừa làm việc này và mình vừa bổ sung thêm dinh dưỡng. Bởi vì nếu mà và nếu mà anh chị chỉ có nói là mình chỉ có làm việc thôi ấy, thì tất cả những anh chị mà làm việc nhiều nhất thì mọi người đã phải là rất là giàu rồi đúng không ạ? Nhưng mà mình phải làm theo đó là vừa học tập và mình vừa làm việc, mình vừa học tập mình vừa làm việc, để khi mà mình học tập như vậy để mình update phát triển bản thân mình mỗi ngày để mình không bị lạc hậu ở trong thế giới. Bởi vì càng ngày đúng không ạ, thế giới càng ngày càng phát triển, và nếu mà chị không học tập không update phát triển bản thân mình đi thì anh chị lại cứ mang cái tư duy cũ, những cái tầm nhìn cũ, cái góc nhìn cũ để mình ra áp dụng vào cái nền kinh tế mới hiện nay thì chắc chắn là anh chị đang bị lạc hậu và nó không phù hợp, anh chị không phù hợp. Như vậy thì mình phải vừa kết hợp đúng không ạ, vừa học tập vừa làm việc, và thứ hai nữa là nếu mà mình sức khỏe của mình không đủ đúng không ạ thì mình hãy bổ sung thêm dinh dưỡng của mình vào. Thì như vậy thì anh chị sẽ làm được cái cường độ nó rất là cao. Bởi vì bản thân em khi mà mình thay đổi cái cường độ của mình làm việc như vậy thì bản thân em cũng phải bổ sung rất là nhiều dinh dưỡng, và cái làm sao để cho mình vừa ăn uống khoa học lành mạnh anh chị, vừa ăn uống khoa học lành mạnh nữa thì mình mới có thể là phát triển bản thân mình, có thể là mình vừa học tập mình vừa tập trung được. Còn nếu mà để mà mình vừa học tập anh chị ban ngày làm việc hết công suất rồi mà buổi tối em lại học thêm nữa thì thường thường là em cái não bộ của em nó không tải được anh chị, nó không tải được. Và thì đó là lý do vì sao mà tất cả những thành công họ đều có bí quyết cả anh chị, họ đều có bí quyết cả đúng không ạ? Khi mà chị mới thay đổi cái cường độ mình vừa học tập mình vừa làm việc mà chị cảm thấy là mình rất là choáng váng này, mình rất là dễ buồn ngủ này, và mình cảm thấy là ban ngày mình làm việc rồi là buổi tối mình lại là học được nữa, anh chị cảm thấy là mình không quá tải đối với chị, mình quá tải. Nhưng mà những người thành công đúng không? Họ đều có cái bí quyết riêng của họ, ví dụ cho họ có thể là đạt được cái mức thu nhập cao hơn này, hiệu suất cao hơn này, và cái cuộc sống của họ càng ngày càng trải nghiệm cuộc sống rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thì đó là một vài cái sự chia sẻ của em trong buổi Zoom sáng ngày hôm nay, và em cảm ơn mấy bạn chị đã lắng nghe em chia sẻ. Hiện tại thì em có chưa dễ dàng để em nói chuyện to ấy, là thông các bạn chị em thông cảm cho em ha. Rồi, ok. Xin cảm ơn chia sẻ từ nhóm trưởng Trịnh Huyền Trang. Hay quá các anh chị. Nay nhóm trưởng Trịnh Huyền Trang có vẻ chia sẻ chưa được nhanh đúng không ạ? Chưa được nhanh cho nên là mình nghe cũng dễ hơn đúng không? Mình không cần phải vận động não quá nhiều nhưng mà mình vẫn có thể hiểu được là nhóm trưởng của mình đang chia sẻ gì. Rồi về cái mà bạn Trang cũng mới chia sẻ thì về giấc ngủ đúng không ạ? Thì đúng là về mặt lý thuyết thì mình cần ngủ 8 tiếng một ngày thì cái này là đúng chứ không có sai, nhưng mà tức là nếu mà mình cứ rập khuôn quá ấy, thì đây là mình linh hoạt một tí nữa, chứ mình cứ rập khuôn quá mình cứ ngủ đủ 8 tiếng thì cũng chưa ok, nhất là vào cái giai đoạn mà mình vừa bắt đầu khởi sự công việc kinh doanh, là vào lúc mình còn trẻ thì là mình cần phải đầu tư thời gian cho cái việc là học tập và làm việc cường độ cao, thì là mình có thể là mình ngủ ít hơn một tí, và có thể là sau này khi mà mình có khối tài sản mà lớn rồi thì khi này là mình tha hồ ngủ với anh chị. Nhưng Nguyên bây giờ hiện tại Nguyên chỉ đang ngủ có 5 tiếng một ngày thôi, gọi là 5 tiếng một ngày. Và người Nhật ấy anh chị, người Nhật đó là mình biết là người Nhật là người có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới, là đâu tầm 84 tuổi, tuổi thọ trung bình cao nhất. Tuy nhiên họ cũng là đất nước mà có cái giấc ngủ là thấp nhất thế giới, là trung bình là 6 tiếng, và khoảng 40% thì là người Nhật là ngủ ít hơn cả 6 tiếng, tức là khoảng đâu đó là khoảng 5 tiếng hoặc là 4 tiếng thôi. Mà người Nhật họ làm việc cũng rất là cường độ cao đúng không ạ? Người Nhật là nền kinh tế lớn thứ ba của thế giới mà. Là họ làm việc và học tập rồi ngủ ít nhưng mà vẫn có kết quả. Có kết quả là về trí nhớ. Và tức là người Nhật á, là bên cạnh cái việc là như khi nãy là nhóm trưởng Trịnh Thành Trang có chia sẻ là mình có thể bổ sung về dinh dưỡng đúng không ạ? Thì như người Nhật á, là họ có cái chế độ dinh dưỡng của họ
cũng rất là thanh đạm, như là họ ăn ít dầu này, ít ít muối này, và họ ăn cá, rồi họ có cái lối sống là một cái lối sống của người Nhật, là lối sống mà tận hưởng cuộc sống, hướng đến những điều vui vẻ, gọi là lối sống Ikigai. Ikigai. Rồi người Nhật họ cũng kết hợp với là tập thể dục này, đi bộ này, tức là nhiều cái kết hợp lại như vậy, thì khiến cho họ là cho dù là người có giấc ngủ thấp nhất trên thế giới nhưng mà họ vẫn sống thọ nhất. Với lại như cũng có một cái kinh nghiệm, đó là khi mình ngủ á, thì mình ngủ, và mình ngủ sâu á, thì thực chất là mình ngủ 5 tiếng thì nó vẫn đảm bảo cho mình rồi. Còn khi mà mình ngủ không sâu á, thì là mình ngủ 8 tiếng nhưng mà nó cả ngày hôm đó mình cũng có thể là mình không có được thoải mái lắm. Thì đó là chia sẻ thêm về về giấc ngủ ha. Còn phải làm việc cường độ cao thì cũng chưa thể nào mà dễ mà ngủ 8 tiếng đầy đủ hết được. Nói chung là mình linh hoạt, 8 tiếng là tốt rồi, nhưng mà mình linh hoạt ha. Linh hoạt tùy vào cái mục tiêu cuộc sống của mình là gì. Nếu như mục tiêu cuộc sống mình là khỏe mạnh, mình sống thì có thể là mình ngủ 8 tiếng. Nhưng mà mục tiêu cuộc sống của mình là mình nên phát triển về tài chính, thì giai đoạn đầu thì mình nên ngủ ít thôi, mình tập trung thời gian cho cái việc gì nhiều nhất thì nó sẽ mang lại kết quả cho mình trong tương lai về việc đó cũng nhiều nhất. Rồi các anh chị em nào mình chia sẻ thêm không? Còn sớm mà. Yes. Rồi em xin chào chị Ngãi Bùi. Chúng ta cho chị Ngãi Bùi chào có tay. Mời chị Ngãi Bùi chia sẻ ạ. Rồi xin chào nhóm trưởng Xuân Nguyên và tất cả các anh chị em trong nhóm học tập. Chúc mọi người có một buổi sáng tràn đầy năng lượng, thành công, giàu có và đại gia đình hạnh phúc trọn vẹn nhé. Đúng là cái chương 13 này rất là hay luôn á. Mỗi ngày cái đúng là cái sự lặp lại nó rất là hay. Đôi khi có những cái kiến thức mà mình đọc xong rồi là mình lại không nhớ. Là mỗi ngày mình vào Zoom á, mình nghe đi nghe lại thì giống như là mình được nhắc nhắc lại, và mỗi mỗi lần nhắc như vậy thì mình nhớ lại, và cái niềm tin vào sức mạnh tiềm thức của mình càng ngày càng tăng lên và là giúp cho mình càng ngày càng nhớ hơn. Thì các chương 13 này nè là chủ yếu nói nhiều về cái kỹ thuật sử dụng quyền năng của tiềm thức, và cái kỹ thuật là lặp đi lặp lại mình thỉnh cầu tiềm thức mà trước khi đi ngủ. Thì mình cũng có ứng dụng cái quyền năng của tiềm thức là có những hôm mà học nhiều mà mệt mỏi á, thì trước khi ngủ mình cũng hay nhắc tiềm thức là tiềm thức ơi sáng mai nhớ gọi mình dậy sớm lúc 5 giờ nhé. Thì có nhiều hôm á mình ngủ mơ màng nhưng mà cứ khoảng 5 giờ là tự dưng bật bật dậy à. Đấy, cái đấy là mình ứng dụng là mình thấy nó thấy thấy rõ luôn á. Rồi, có một cái nữa là hồi nãy Đàm mình đang nói về cái vấn đề mà mình nên ngủ nhiều hơn á, thì hồi nãy chị Đàm Dung cũng chia sẻ rất là hay là thực tế là mình cũng cần phải ngủ, nhưng mà và bạn Huyền Trang với lại nhóm trưởng Xuân Nguyên cũng đã nói về cái này rồi, thì bây giờ mình cũng muốn là chia sẻ thêm về cái quan điểm của mình. Thì thực tế bây giờ nếu mà nói là ngủ 8 tiếng một giờ thì mình nói thật là đấy là quan điểm của mình thôi nhé. Thì với những cái người bình thường á thì người ta không có một cái mục tiêu gì, hay là chị là đi làm về xong ăn xong rồi ngủ, thì người ta ngủ 8 tiếng thì nói thiệt là có lý. Nhưng mà với như bản thân mình thôi, là mình đang chia sẻ với góc độ cá nhân của mình, thì khi mà để mình đạt được cái mục tiêu lớn về thành công về tài chính, mình ngủ 8 tiếng như thế thì thực sự là không đủ thời gian. Ví dụ như là trong câu lạc bộ của mình nó có rất là nhiều anh chị em nhóm trưởng, người ta cũng đang học và làm việc với cái cường độ rất là cao, có khi là 14, 12 đến 16 tiếng, có người đến 20 tiếng. Đó, ví dụ điển hình như là hai chủ tịch trong câu lạc bộ của mình là Trần Dung và Lê Huy đấy. Thì đôi khi một ngày ngủ có 2 đến 3 tiếng đến 4 tiếng thôi. Đấy, rồi những người giàu như là Elon Musk nè, rồi Benjamin Franklin, những cái tỷ phú đô la giàu nhất thế giới, họ không có bao giờ ngủ 6 đến 8 tiếng một giờ đâu. Họ ngủ rất là ít, họ ngủ 2 đến 3 giờ. Thì bây giờ mà vậy thì làm sao mà người ta
ngủ ít mà người ta làm việc với cái cường độ cao như thế, mà tại sao người ta vẫn có một cái sức khỏe dẻo dai? Ví dụ như là bác Donald Trump nè, bây giờ bác cũng đã cao tuổi rồi mà sức khỏe của bác cũng rất là khỏe và cũng rất là minh mẫn luôn. Đấy, thì cái bí quyết ở đây là gì? Đó, thì bây giờ cái công nghệ hiện đại rồi, đó, các nhà khoa học người ta rất là thông minh, thì bây giờ khi mà xã hội càng ngày càng phát triển, tất cả những công nghệ đều phát triển, người bây giờ người ta còn đang như Elon Musk bây giờ còn đang nghiên cứu làm sao để mình lên sao Hỏa rồi du lịch lên mặt trăng này đúng không? Thì tương tự ví dụ như điện thoại iPhone cũng vậy, thương hiệu iPhone hoặc là tất cả các thương hiệu khác, người ta đều sáng chế ra những cái công nghệ để phục vụ cho đời sống của con người. Thì tương tự các nhà khoa học về bên dinh dưỡng cũng vậy, người ta cũng nghiên cứu làm sao để mà tạo ra được những cái sản phẩm dinh dưỡng mà tối ưu nhất để chăm sóc sức khỏe con người. Thì thực tế là bình thường như là mình ăn uống như là cơm này rồi mình ăn đầy đủ, nhiều khi mình nghĩ mình ăn đầy đủ chất như là cơm rồi thịt cá trứng sữa là mình đầy đủ chất và mình có sức khỏe, nhưng mà thực tế không phải đâu. Tại vì khi mà mình nghĩ là mình đó là mình chỉ nghĩ như thế thôi đó. Ví dụ như là mình ăn nhiều cơm á, thì trong cơm nó tạo ra là đường, rồi mình ăn nhiều thịt nhiều cá nhiều trứng nhiều sữa, nhưng mà đôi khi á, thực tế về cái nói về cái sâu xa thì nó mình ăn nhiều chất đạm chất đường chất béo quá, nhưng mà mình lại thiếu vitamin và khoáng chất, như thế thì nó sẽ dẫn đến một cái sự là mất cân bằng về dinh dưỡng. Bởi vậy tại sao mà bây giờ nhiều người á, người ta ăn ngày xưa khi mà vào những thời mà 1945 đấy ha, thì người ta không đủ ăn không đủ mặc, thì vào những cái thời đó người ta chỉ ăn rau củ quả, ăn rau rồi ăn ăn quả thôi, nhưng mà người ta ít ăn ăn làm gì mà có thịt cá mà ăn nhiều. Nhưng mà cái thời đó cái tỷ lệ khỏe rồi tỷ lệ sống lâu á, đạt tới cái độ mà 60 đến 80 là lâu là nhiều hơn bây giờ. Nhưng mà tại sao bây giờ xã hội phát triển mà đi ra ngoài xã hội nhiều người á, thậm chí là có những em bé mà còn nhỏ tuổi là đã bị suy thận rồi, rồi tiểu đường, rồi cái độ tuổi mà rất còn trẻ thì đã rất nhiều vấn đề sức khỏe để xảy ra. Thì cái nguyên nhân là do mình ăn uống mất cân bằng dinh dưỡng. Đôi khi mình nghĩ là mình ăn đủ, nhưng mà thực tế là mình đang bị mất cái lượng cân bằng. Ví dụ mình ăn nhiều thịt cá trứng sữa quá thì dư đạm dư đường dư chất béo đó. Thì ví dụ như là trong mình hay ăn những cái món nào mà có nước dừa đấy mọi người, nhưng mà trong nước dừa là có chất béo, là có chất béo bão hòa đó. Thì chất béo bão hòa là không tan, khi mà ăn vô là nó đọng ở trong nội tạng của mình đó. Đó đấy, thì mình bây giờ mình ăn uống là mình thiếu vitamin và khoáng chất là nhiều nhất, mà thường ở cơ thể mình đó, thì cấu tạo từ tế bào đó, thì tế bào là ăn gì, ăn vitamin và khoáng chất đấy. Thay vì mình ăn thật cho no, mình ăn cho thật no, nhưng mà thật ra ăn xong là mình buồn ngủ đúng không? Đó, có cái câu mà căng da bụng trùng da mắt đấy, khi mình ăn xong thì mình buồn ngủ rồi, cái não của mình á, mình ăn nhiều dầu mỡ cá nè rồi mình ăn no rồi, cái não của mình nó cũng không có thực sự là không có tỉnh táo được, không có thông minh được. Đấy là quan điểm cá nhân của mình nhá. Đó là mình đã từng cũng tìm hiểu rồi trải nghiệm và ứng dụng, thì mình cảm nhận là khi mà mình dùng như thế thì bây giờ mình phải ăn uống thông minh đó. Mình bây giờ thì mình ví dụ như là cái việc mà mình thức khuya để học đi đó, nhiều người người ta cứ nói là dậy sớm 5 giờ rồi thức tới 12 giờ rồi buồn ngủ rồi uống cà phê thì không có khỏe đó. Nhưng mà thực sự là uống cà phê nhiều thì nó cũng giúp mình tỉnh táo, nhưng mà thực sự là không có khỏe cho tim mạch. Hồi xưa mình đi học lớp 12 cũng ôn thi đấy, uống cà phê quá trời nhưng mà ngủ ngủ quên lúc nào không biết luôn á. Đấy, bây giờ thậm chí ngay bây giờ cũng vậy, uống cà phê xong ngày hôm sau là trong cà phê có chất caffeine đó, nó rất là mệt cho tim mạch, không có khỏe cho tim mạch. Thì mình á, mình thực sự là thực tế là mình hay uống trà, mình có tâm đắc là cái trà là hỗ trợ cho não rất là tốt luôn á. Là mình á hả, là mỗi lần mà mình thức khuya hay là mệt á, uống vô là tỉnh, hỗ trợ cho não rất là tốt. Rồi mình dùng thêm những cái viên mà hỗ trợ cho não bộ nè, nó rất là tốt luôn. Thì qua đây á, mình
mình ứng dụng được một cái tư duy là mình phải ăn uống làm sao mà để khi mình chi ra một đồng mình cộng là 10 đồng trở về. Đó, có những người người ta bỏ ra rất là nhiều tiền, người ta mua sơn hào hải vị, sơn hào hải vị về ăn, nhưng mà ăn xong rồi lại đi ngủ, rồi ăn xong mất thực ra là dư đường dư đạm, rồi lại lại rất là trong người rất là mệt đó, lại không cái nội tạng của mình nó không tiêu hóa được. Thì khi mà mình mệt mệt rồi thì cái cường độ làm việc á nó cũng không được cao, rồi buồn ngủ nè, rồi cũng không có não không thông minh được đấy. Thì thay vì mình chọn lượng như thế thì mình chọn cái cách thông minh hơn, đó là mình ăn ăn cái gì mà vừa nhanh nè mà tiết kiệm cho mình thời gian nè. Thay vì một ngày á mình phải bỏ dành ra 2 tiếng đi chợ rồi thêm 2 tiếng nấu nữa thì mất 4 tiếng mất tiêu rồi đấy. Thì bây giờ mình á, như mình ha, như mình là bây giờ mình ứng dụng cái phương pháp thông minh là mình dùng dinh dưỡng, mình dùng dinh dưỡng có đầy đủ 21 vitamin và khoáng chất này, rồi hỗ trợ cho não bộ này, có collagen là giúp cho đẹp da đẹp tóc này, nó mình ăn mình pha mình uống luôn thì mình chỉ mất, thực sự một ngày mình chỉ mất một có mấy phút là mình xong một bữa ăn rồi mà mình lại khỏe, mà bên cạnh đó là hỗ trợ cho mình là eo thon dáng đẹp này, trẻ lâu này đó. Thì mọi người có thấy công nhận là cái điều mình nói là đúng không? Một bên là bỏ tiền ra ăn rất là nhiều sơn hào hải vị nhưng mà không có hiệu suất gì cả, chỉ buồn ngủ rồi 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 nói thiệt là không được siêng. Còn một bên thì ăn nhanh này, rồi ăn khỏe này, ăn đẹp này, đó nó lại hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Thì qua đây á mình nhớ khi đọc cái bài này này mình nhớ lại cái tư duy là một đồng chi ra cộng 10 đồng trở trở về, đó là mình phải họ mình phải đây là một cái quá trình của mình học chiêm nghiệm và mình ứng dụng ra thực tế, thì mình ứng dụng vào mình. Có những hôm á thực tế như bây giờ nhiều khi mình đọc sách xong, có những hôm đi làm 7 giờ đi làm đâu có thời gian sáng đâu, nhưng mà mình pha dinh dưỡng luôn rất là khỏe đó. Thực sự là cũng có những hôm là mình có những cái việc mà không ngủ được á thì mình tăng cái liều lượng dinh dưỡng lên, hoặc là có những hôm mà mình học khuya không được đi ngủ không được được sớm đấy. Thì khi mà mình thức khuya thì cái hệ thần kinh của mình nó sẽ tất nhiên là nó cũng không được khỏe. Thì mọi người có ai trong có cái hiện tượng mà hằng nói là hay bị bóng rè đấy, thì cái đó là một cái dấu hiệu của cái hệ thần kinh của mình nó không được khỏe. Thì mình khi mà mình cảm thấy như thế thì mình thức dậy mình pha dinh dưỡng uống luôn đấy, là mình để bảo bảo toàn cái sức khỏe của mình nó nhất là rất là nhanh và hiệu quả ngay tức thì luôn đấy. Thì đó là một cái góc nhìn cái quan điểm của mình về cái hiện hiện tại thực tế là mình thấy được đó, là mình ăn gì uống gì mình để cho mình khi mà mình bỏ tiền ra thì cái nó mang lại cái chất lượng cao cho mình đó, là mình ứng dụng cái tư duy là một đồng chi ra 10 cộng 10 đồng về luôn. Thực tế thì tất nhiên là thực tế là mình cũng phải ngủ đó. Thì như hồi nãy nhóm trưởng sinh viên có nói đó, đôi khi mình ngủ từ 4 đến 5 tiếng thôi nhưng mà giấc ngủ sâu mà mình khỏe thì mình vẫn là đạt cái chất lượng giấc ngủ nó vẫn ok đó. Nên là đôi khi tất nhiên là cũng có những ngày mình không được khỏe thì mình cũng có thể dành thời gian nhiều giờ hơn để mình khôi phục lại sức khỏe của mình. Trong quá trình mà mình học nhiều quá thì mình có cũng đôi khi mình cũng có thể ngưng một ngày để mình ngủ để mình phục hồi cho cái trí nào của mình. Điều đấy là nó cũng là ok, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà ngày qua tháng lại mình ngủ liên tục như thế thì thực sự là sử dụng thời gian nó cũng chưa được hiệu quả nhất và cũng chưa được thông minh nhất. Rồi tiếp theo là ở đây trong cái bài này á thì mình tâm đắc cái đoạn này nè, cái đoạn trang 204: tiềm thức cũng chính là tương lai của bạn. Hãy luôn nhớ rằng tương lai được tạo ra từ chính những suy nghĩ thường ngày của bạn. Đấy, cái câu này rất là hay luôn ha. Tức là quá khứ, bây giờ hiện tại, cái hiện tại bây giờ của mình như thế nào là do trước đây mình quyết định như thế. Và bây giờ khi mà mình hiểu được cái điều này rồi thì tương lai của mình sau này như thế nào là ngay từ bây giờ mình hãy chuẩn bị cho nó. Thì qua đây thì mình hãy luôn nghĩ về cái sự mà khỏe mạnh, thành công, giàu có, rồi mình
tập trung vào cái thông minh nè, rồi giàu có nè, rồi đi đi du lịch vòng quanh thế giới nè, 1 triệu đô 23 tỷ nè. Bây giờ là ngày xưa là mình không có bao giờ mà dám mở miệng ra nói là mục tiêu 1 triệu đô đâu mọi người ạ. Hồi xưa thì cũng thích thích tiền lắm, nói là sau này mình thích rất là có nhiều tiền, nhưng mà thực sự là không biết là có bao nhiêu. Đó, ứng dụng ngay ngay trong cái bài học đầu tiên của sức mạnh tiềm thức luôn, là mục tiêu của mình là phải rõ ràng và cụ thể, nó phải trong thời gian bao lâu. Thì bây giờ là mình đã có cái mục tiêu cụ thể rồi đó. Thì qua đây là ha, tương lai của mình được tạo ra từ những suy nghĩ thường ngày của mình, thì ngay từ bây giờ mình hãy nuôi dưỡng cái suy nghĩ của mình, tập trung vào thành công giàu có khỏe mạnh, trẻ trung xinh đẹp. Các bạn phụ nữ ấy, ngay chính mình cũng vậy, mình tập trung nhiều hơn vào khỏe mạnh trẻ trung xinh đẹp ha, có trí tuệ. Rồi tới một cái đoạn nữa là trang 2007, có cái câu mà cái đoạn giữa này, tiềm thức trong giấc ngủ của một nhà nổi tiếng, cái đoạn là Stevenson thuật lại, là ông nói với khi mà ông giao tiếp với tiềm thức đó, thì ông nói là những phúc thần bé nhỏ này đó, thì ông gọi tiềm thức của mình là thiên thần, là phúc thần bé nhỏ này. Thì tiềm thức của mình nhá, tiềm thức của mình giống như là một đứa trẻ vậy đó, tiềm thức cũng thích những cái lời ngọt ngào, tiềm thức thích nịnh nè, nên là đôi khi khi mà mình thỉnh cầu tiềm thức, mình giao tiếp cái gì ấy, thì mình xưng hô tiềm thức một âu yếm, một cách thân mật, dùng những cái từ mà thân mật nhất thì tiềm thức là rất là thích đó. Thì mình thỉnh cầu tiềm thức như vậy thì tiềm thức rất là dễ mà thực thi cái điều mà mình mong muốn rất là nhanh. Nhưng mình đọc đến đây là mình ấn tượng những cái điểm này. Rồi, mình chỉ có chia sẻ vậy thôi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe nhé. Rồi, chúng ta cho chị Ngải Mùi chào phút tay. Cảm ơn chị Ngải Mùi đã chia sẻ. Vậy là hôm nay là hai chủ tịch chúng ta đã chia sẻ hết kiến thức trong chương này rồi các anh chị. Bây giờ Nguyên không còn gì để chia sẻ nữa. À, các anh chị em mình mình nên tập cười đi. Nãy Nguyên lướt qua một vài anh chị đi, thì Nguyên thấy là mọi người bị đơ. Chị Lê Ngọc Định cười lên em coi coi. Tại vì nụ cười của mình nó mang năng lượng á. Bạn Nguyệt Tú cười lên nào, cười lên nào. Chị Hoàng Lương đã thấy cười rồi nè. Ok, chị Phạm Lệ là cười lên nè. Nụ cười của mình nó mang năng lượng á, nó sẽ giúp mình thu hút những cái điều mà tốt đẹp đó. Nguyên rất là hay thích chọc chị Minh Phương, bởi vì là rất là nhìn chị Minh Phương rất hay cười á, cho nên là các anh chị em để ý là Nguyên hay thích gọi chị Minh Phương lắm. Thực chất là cái nụ cười của chị Minh Phương là nó là một cái giống như nó thu hút Nguyên vậy đó. Cái này tự nhiên hôm nay Nguyên mới nghĩ ra thôi, mới nhận ra, cho nên là nhắc các anh chị em mình là mình nên tập cười đi. Và cười thì mình cũng là luyện tập các anh chị. Lúc trước thì Nguyên rất là ít cười, và thậm chí là hồi trước mình vừa mới tham gia nhóm học tập á, là Nguyên còn bị nhóm trưởng la nữa. À, là nhìn cái mặt mình giống như là thịt bằm nấu cháo. À, đúng y chang cái câu đó luôn các anh chị. Không biết có anh chị nào mà đã từng cùng đồng hành đúng không Nguyên? À, hình như là không đúng không? Hình như là có chị Ngãi Buồn, nhưng mà không biết là có anh chị em nào nhớ không, nhưng mà mình từng là Nguyên là từng bị la đó anh chị. Thì mình học tập cùng nhau thì các anh chị em nhóm trưởng nó không những là sửa cho mình tư duy đâu, mà còn sửa cho mình về tác phong nữa. Về tác phong, về ngoại hình của mình, về phong thái, về cách nói chuyện của mình. Nên đây là một cái môi trường mà cho các anh chị em mình là mình phát triển toàn diện đầy đủ. Rồi cười lên các anh chị. Mình phải tràn đầy năng lượng. Giống như chị Minh Phương đó, chị Minh Phương cười là tôi. Còn nhóm trưởng Huyền Trang thì thôi khỏi khỏi nói nữa các anh chị. Khi nào cũng cười hết. Rồi ok. Khi nãy chị Đàm Dung hôm nay là chắc không đi làm đúng không? Chị Đàm Dung đâu rồi? Chị Đàm Dung cũng rất hay cười. Nãy chị Đàm Dung có chia sẻ là về thiền. Thiền đúng rồi, thiền cũng là một một dạng của giấc ngủ, chứ không phải là khi nào mình cứ đi đi lên giường mình ngủ thì gọi là mình ngủ, mà thực chất là thiền cũng là giấc ngủ, hay là ngủ thì mình cũng là ngủ thì cũng thực chất nó cũng là thiền.
thực chất đều là một cái hình thức là ý thức mình lắng xuống và tiềm thức mình hoạt động mạnh hơn. Bạn Nguyễn Nhiễu là nãy giờ Nguyên không thấy bạn bật camera luôn. Các anh chị em, nếu mà mình không có lý do gì đó thì mình nên tham gia, mình bật camera hơn. Còn hoặc là nếu mà mình có việc gì đó thì mình hãy xin phép nhóm trưởng của mình chẳng hạn. Thì ở trong đây có những cái ngôn từ mà không biết là thấy các anh chị em mình có dễ hiểu hay không, chẳng hạn như là trí tuệ sáng tạo này, hay là minh triết của tiềm thức này. Ở minh triết ở đây á thì mình hiểu minh triết tức là giống như là cái trí khôn á, cái sự sáng suốt á, là mình có thể hiểu là minh triết của tiềm thức tức là sự sáng suốt của tiềm thức. Và có một cái nữa là trí huệ vô lượng, không biết anh chị em là mình có hiểu trí huệ vô lượng là gì không? Tại vì đọc trong cuốn sách này thì mình có rất là nhiều cái ngôn từ, những cái ngôn từ này nó cũng hơi tâm linh một tí xíu, thì sợ là các anh chị em mình không hiểu thì mình sẽ chưa dễ mà mình đọc cái cuốn sách này. Có anh chị em nào hiểu trí huệ vô lượng gì không? Chị Minh Phương, chị Đàm Dung. Chị Đàm Dung là hay thiền, mình có biết về, mình có hiểu cái định nghĩa là trí huệ vô lượng không? Thì trí tuệ của mình á là dễ hiểu rồi ha. Trí tuệ, trí năng á là cái mà mình đang có ở hiện tại này, là dạng như là trí khôn của mình, trí thông minh của mình. Nhưng mà vì trí huệ là cái gì? Trí huệ thì nó cũng là một dạng thức của trí tuệ. Nhưng mà nói trí tuệ thì cũng chưa đúng. Là trí huệ là cái cấp mà phát triển cao hơn của trí tuệ, và kết hợp với sự chế ngự của tâm trí và sự gia tăng định tâm. Thì khi nãy là chị Đàm Dung có chia sẻ đúng không ạ? Đó là chỉ ngồi thiền á, thì mình sẽ cảm thấy là, tức là mình hết, tức là đầu mình sẽ thoải mái hơn. À, em nhắc chị Đàm Dung là nếu mà mình dùng cái ngôn từ tích cực á, thì khi mà một người nào đó chết đi á thì mình sẽ nói là đi xa nha. Đó, mình đổi ngôn từ, đổi ngôn từ. Tôi là thủy thủ toàn tài. Đấy, thì khi nãy chị Đàm Dung có chia sẻ là khi mình ngồi thiền á là mình sẽ đầu mình sẽ thoải mái hơn đúng không? Thì khi mà thiền á là mình phải định tâm, mình phải đọc định tâm lại, và đi kèm với tức là định tâm là sao? Là cái tâm của mình nó, các anh chị em mình hình dung á, tâm của mình nếu mà nó cứ dao động không ngừng á, mình cứ không ngừng suy nghĩ. Thường là trong tâm thức của mình luôn luôn có những cái luồng suy nghĩ mà nó chạy qua một cách rất là vô thức. Chẳng hạn như là trong cùng một giây thôi, nhưng mà mình có thể suy nghĩ cùng một lúc rất là nhiều thứ. Chẳng hạn như hôm nay ăn gì, hôm nay học gì, hôm nay làm gì, hôm nay tiền ở đâu về, rồi hôm nay mình đi chơi với ai, hôm nay nói chuyện với ai. Rất là nhiều nhiều những câu chuyện mà nó liên miên lan man ở trong đầu của mình. Và mình không thể nào mình tức là nó mông lung á, mà bản chất mình cũng không nhận ra được là có rất là nhiều những cái suy nghĩ nó đang chạy liên tục trong đầu của mình. Có anh chị em nào mình hiểu cái cảm giác này không? Cho comment phím số 9 đi. Là trong tâm trí của chúng ta luôn luôn có những cái dòng suy nghĩ mà nó chạy không ngừng. Lúc trước là Nguyên cứ nghĩ là mình bị cái gì á, là tại sao mà luôn luôn có những cái suy nghĩ mà nó chạy liên tục ở trong đầu, mình không thể nào mình tĩnh tâm được. Mình suy nghĩ nhiều lắm, cứ đang suy nghĩ việc này xong rồi lại kéo sang suy nghĩ việc kia, rồi lại sang suy nghĩ việc nọ. Đọc sách thì cũng không tận tâm, hay là học cái này thì lại nghĩ đến việc khác, rồi đang làm việc nhà thì lại nghĩ đến công việc. Là tâm trí của con người chúng ta thì nó luôn dao động. Và cái việc mình ngồi thiền á, hay là việc mình đi ngủ á, là đây là cái lúc mà ý thức của mình nó lắng lại. Thì khi mình ngồi thiền tức là một cách để mình định tâm á, là mình sẽ tập trung tâm trí của mình, hoặc á, là mình sẽ không suy nghĩ về một vấn đề gì cả. Hoặc thứ hai là mình sẽ tập trung năng lượng của mình suy nghĩ, tức là niệm thiền về ý niệm á, thì sẽ tập trung
năng lượng của mình về một ý niệm gì đó. Đúng chị Đàm Dung. Chị Đàm Dung ở đây là bậc thầy về thiền, cho nên là mình cũng không dám múa rìu qua bắt thợ. Có gì chị Đàm Dung có gì góp ý thêm. Đây, thì là thiền á, là bản chất là mình tập trung ý niệm của mình, mình không cho những dòng suy nghĩ nó chạy liên tục. Thì giống như là một cái mặt hồ nước mà nó gợn sóng á, thì bình thường tâm thức của chúng ta giống như một mặt hồ nước gợn sóng, và khi mà mình thiền á, thì nó sẽ làm phẳng lặng cái mặt hồ này đi. Thì khi này là cái mặt hồ nó sẽ phẳng, đúng không? Và mình sẽ thấy là nước trong, và mình sẽ thấy là nhìn xuống dưới đáy của cái mặt hồ là nó có những cái gì ở trong đó. Còn nếu mà cái dòng nước nó luôn luôn gợn á, thì mình sẽ thấy là rất là nhiều những cát bụi rồi nó sởi lên, đúng không? Nhưng mà khi mặt hồ lắng lại một cách hoàn toàn thì mình sẽ nhìn sâu xuống dưới đáy. Cho nên là khi mà mình thiền á, là mình sẽ thấy nhìn tức là thiền là hay giác ngộ ra những cái điều gì đó sau khi mà cái việc mình thiền xong á, hay là trong lúc thiền là mình sẽ giác ngộ ra những cái điều gì đó. Thì đây là lý giải tại sao mà thiền nó lại là giúp cho mình là thư giãn về đầu óc. Nhưng mà mình cũng có thể hoàn toàn là mình không thiền mà mình vẫn có thể ngủ ngon được. Lúc trước Nguyên cũng có một thời gian Nguyên cũng tập thiền, mà sau khi vào nhóm học tập thì mình thấy là vào nhóm học tập thì là một cái sự thiền khác anh chị. Khi mà trong tâm trí của mình luôn luôn tập trung vào sự thành công và giàu có thì nó cũng là thiền. Đây là nói thật nha, chứ không phải là quảng cáo cho các anh chị em mình là nên tập trung vào sự thành công và giàu có, mà thực sự là thiền bản chất là mình tập trung ý niệm của mình về một cái gì đó, hay là mình không để cho những cái dòng suy nghĩ nó chạy lung tung ở trong đầu. Thì thay vì mình ngồi thiền á, thì ngồi nó sẽ mất thời gian. Thì kể cả như là các anh chị em mình đi, mình đứng đi, cũng có những cái dạng thức mà thiền đi, thiền đứng mà, chứ đâu phải là có, và có cả thiền nằm nữa, chứ đâu phải là chỉ có thiền ngồi đâu. Đúng chị Đàm Dung. Chị Đàm Dung gật đầu lên, thế là chị chia sẻ đúng rồi đó. Thì kể cả mà khi mình tỉnh thức đi, đó là khi mình tỉnh thức mình làm việc, thì mình cũng có thể tự niệm thiền trong mình cái ý niệm là thành công giàu có, thành công giàu có. Thì đó cũng là một cái dạng thức thiền rồi. Thì khi mình tập trung liên tục vào sự thành công và giàu có như vậy, thì những cái luồng suy nghĩ ùa về á, tức là thường trong đầu của mình là luôn luôn suy nghĩ, đúng không? Thì vô tình những cái suy nghĩ mà từ quá khứ, những chuyện không vui á, nó hay ùa về. Thì chính những cái chuyện không vui đó nó làm cho mình bị mất ngủ, mình cái giấc ngủ của mình nó không ngon. Thì khi mà mình thiền vào sự thành công và giàu có thì mình thì nó sẽ không còn chỗ để cho những cái suy nghĩ mà không tích cực nó ùa về với mình nữa, thì mình sẽ ngủ ngon hơn. Thì đây là Nguyên chia sẻ theo tức là có tìm hiểu một chút xíu về thiền, với cả là đối với bản thân mình luôn. Thì lúc trước thì Nguyên cũng chưa được dễ ngủ các anh chị, và thực chất là Nguyên thấy là chưa được dễ ngủ nó là một biểu hiện của cái việc là mình có một cái điều gì đó không mong muốn trong cuộc sống. Chẳng hạn như là muốn giàu nhưng mà mãi không giàu được thì mình cũng là mình không thể dễ ngủ được. Hay là có những điều gì đó trong quá khứ mà nó lâu lâu nó ùa về, và nó rất là hay ùa về trong giấc ngủ. Như mẹ của Huy là một người mà đặc biệt là chưa hề dễ ngủ, và cứ mỗi đêm thì là cứ theo quán tính là những cái điều mà không mong muốn nó xảy ra, không mong muốn nó đều ùa về, những cái hình ảnh từ quá khứ á, mà không biết cách nào mà định tâm lại được cả. Nhưng mà Nguyên nói mẹ Nguyên thiền, nhưng mà mẹ Nguyên lại nói là có rất là nhiều lý do, chẳng hạn như là ngồi không, tức là xương khớp không khỏe rồi ngồi không khỏe. Cho nên là người lớn tuổi thì mình cũng chưa dễ mình thuyết phục được. Chứ còn khi mà mình tập thiền định này, mình tập trung vào cái điều mình muốn này, thì những cái điều từ quá khứ nó không có ùa về nữa, thì mình sẽ khỏe thôi. Mình sẽ khỏe, mình sẽ ngủ được. Đây là về cái việc mà giấc ngủ á, thì trang số 107 này, 207, 208 này, thì trong đây có một cái bài viết. Anh chị em nào mà mình có người già mà chưa dậy ngủ thì mình có thể là mình làm một cái bảng thôi miên, làm một bảng thôi miên trên này nền oxygen, và mình đọc nguyên văn cái đoạn văn này và mình tặng cho người thân của mình. Hoặc là nếu mà tốt nhất thì là anh chị em nên khuyến khích là người thân tự ghi âm cái khoảng này và mình nghe vào mỗi đêm,
nghe lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại trong mỗi đêm, thì nó cũng sẽ giúp cho người thân của các anh chị em mình là dễ ngủ hơn. Và chia sẻ lại về, tiếp tục về cái câu chuyện là trí huệ vô lượng ha. Thì trí tuệ á, là cái mà cái dễ hiểu rồi ha, là cái mà những cái trải nghiệm của mình ở hiện tại hay là trong quá khứ, những kinh nghiệm tích lũy của mình, những kiến thức của mình, thì nó là trí tuệ. Còn trí huệ là cái cấp cao hơn của trí tuệ, là nó đi kèm với cái sự làm chế ngự của tâm trí và định tâm. Định tâm thì khi nãy là Nguyên đã nói rồi, thì đó là mình thiền, mình thiền hoặc là mình tập trung ý niệm của mình về một cái điều gì đó. Còn về cái sự chế ngự về tâm trí á, thì tức là mình tập trung tâm trí của mình về những cái điều tốt đẹp ấy, chẳng hạn như là giữ giới, giữ năm giới như ở trong Phật pháp á, thì là mình sẽ là ăn chay hay là mình sẽ làm việc thiện này, rồi mình không có sát sinh ấy. Đấy. Nhưng mà mình thì mình không có tu hành, cho nên mình có thể là hiểu cái sự mà chế ngự định tâm này, thì đơn giản là cái việc là mình để cho cái tâm trí của mình sạch, là mình không có những cái suy nghĩ mà không an toàn, những cái suy nghĩ mà không không tốt đẹp thôi. Mình tập trung hoàn toàn những cái suy nghĩ của mình là sự thành công giàu có, thì đó cũng là sự chế ngự tâm trí thôi. Và trí huệ là cái ở bên trong con người mình mà được tích lũy và giác ngộ qua nhiều kiếp người ha, qua nhiều kiếp sống. Thì đây là cái định nghĩa của nhà Phật là như vậy. Nhưng mà nếu mà mình hiểu theo nghĩa tiềm thức, thì hôm qua mình chia sẻ là tiềm thức của mình thì nó bắt nguồn cả từ tiền kiếp, chứ không phải là riêng trong cái cuộc sống hiện tại của mình. Cho nên là bởi vì vậy, cho nên là cái trí huệ vô lượng, thì mình nghe cái từ này mình cũng hiểu rồi ha. Giống như một cái gì đó nó rất là to lớn, tức là cái sức mạnh tiềm thức mình nó rất là to lớn, được tích lũy và giác ngộ qua nhiều kiếp, qua nhiều kiếp, qua một khoảng thời gian dài. Rồi thế các anh chị em mình đi gần hết rồi. Ok, chắc là mọi người bận ha, thì bây giờ cũng hết giờ rồi. Thì tại vì khi nãy là những cái kiến thức mà cơ bản, thì hai nhóm nhóm trưởng chị Huyền Trang và chủ tịch chị Ngãi Bùi cũng đã chia sẻ cho các anh chị em mình rồi, hay là chủ tịch chị Đàm Dung cũng có chia sẻ rồi. Thì những cái câu trả lời hay những vấn đề mình thắc mắc thì nó sẽ đến trong giấc ngủ của mình, hay kể cả là trong lúc mà mình chưa đi ngủ nữa, tức là trong lúc mình tỉnh táo á, thì đôi khi có những cái tiếng nói nhỏ nào đó mà nó đột nhiên nó hiện ra trong tâm trí của mình, mà giúp mình tránh được một cái khoảnh khắc không an toàn. Và khi nãy là chia sẻ thêm một tí xíu, đó là cái tiềm thức cũng chính là tương lai của bạn. Thì khi nãy là chị Ngãi Bùi đã chia sẻ rồi đúng không, là tiềm thức được tạo ra từ chính những suy nghĩ hàng ngày của mình. Và một cái nữa là tương tự là tương lai của quốc gia đã được xây dựng trong chính tiềm thức chung của các công dân của quốc gia đó. Thì mình thấy cái này cũng rất là hay. Thì đây là một phần mà tác giả mở rộng ở trong cái phần này. Thì tương lai của mình thì là do suy nghĩ của mình, nhưng mà tương lai của cả quốc gia thì là do suy nghĩ của tất cả những công dân của quốc gia đó. Những cái chẳng hạn như là một đất nước mà thịnh vượng đi, thì cũng là nhờ tiềm thức của các công dân trong quốc gia. Hay là nếu mà người vua, người trị vì của đất nước, người lãnh đạo đất nước mà không làm tốt cái nhiệm vụ của họ, không làm tốt đưa ra những cái chính sách, những chiến lược giúp cho đất nước phát triển, thì có thể là ở trong tiềm thức của những người dân đó, họ đã có cái suy nghĩ về một cái việc là chẳng hạn như là thay đổi về triều đại, muốn lật đổ cái triều đại hay là muốn lật đổ cái người cầm quyền đó. Và sau đó thì cái tập hợp tiềm thức của những người dân thì sẽ diễn đến là những cái việc đó nó sẽ xảy ra. Hay là Nguyên cũng suy nghĩ đến là cái việc mà mình không an toàn về sức khỏe vào hai năm trước, hai năm vừa qua, thì đó là một cái việc mà không mong muốn. Nhưng nếu mà mình giải thích theo ngôn ngữ trong sách đi, thì có phải là nó cũng là một cái mà do tiềm thức của mỗi chúng ta
đã gây gây ra cái việc đó, đã tạo nên cái việc đó. Có thể là cái việc mình không an toàn về sức khỏe thì không ai không không mong muốn cả. Ai cũng muốn mình khỏe mạnh đúng không? Ai cũng muốn là có công việc tốt rồi mọi thứ nó vẫn tốt. Nhưng mà chẳng hạn như là đối với Nguyên đi, thì cái việc mà mình không an toàn về sức khỏe xong rồi là mọi người không kinh doanh được á, thì mình chia sẻ về cái mặt không tích cực á thì ai cũng biết, nhưng mà về mặt tích cực là gì? Đó là từ những cái thách thức đó thì Nguyên mới gặp được nhóm học tập và có cái sự phát triển lớn hơn. Thì đôi khi những cái thách thức đến trong cả quốc gia hay là cả thế giới thì nó cũng là một một cái cơ hội cho mình. Hay là cái việc mà người ta nói là cái việc mà mọi người đều ở nhà và những cái hoạt động kinh doanh nó không được diễn ra một cách suôn sẻ như bình thường thì nó cũng thúc đẩy cho cái việc là về công nghệ phát triển. Công nghệ phát triển chẳng hạn như là cái phần mềm ứng dụng Zoom của chúng ta mà đang nói chuyện với nhau đây, thì là cũng phát triển mạnh hơn, nhanh hơn khi mà xảy ra những cái việc đó. Chứ nếu đúng là nếu mà không xảy ra thì có lẽ là phần mềm Zoom đến bây giờ thì cũng chưa nhiều người biết đến và chưa nhiều người sử dụng. Hay là cái việc là mình giao hàng tận nơi rồi mọi người có thể ở nhà và mình order hàng ở trên trên mạng ấy, thì ở nước ngoài thì nhiều nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thì mình cũng phải nghĩ lại là sau khi cái việc mà chưa an toàn về sức khỏe mọi người ở nhà ấy, thì bắt đầu là cái thói quen là người người khác phải ở nhà và order đồ thì nó diễn ra nhanh hơn. Và những cái đó thì nó cũng thúc đẩy cho cái sự phát triển của mình đi, thúc đẩy cho cái nền kinh tế đi nhanh hơn mà. Mặc dù là nó có một cái khoảng thời gian mà nó chững lại. Nhưng mà về lâu về dài thì những cái mà đương nhiên là cái gì nó cũng có hai mặt đúng không? Thì mình nên hiểu theo cái tích cực hơn, thay vì mình suy nghĩ là cái việc mà không an toàn về sức khỏe nó xảy ra là nó đều là những cái điều mà không không mong muốn, thì những điều không tích cực thì mình cũng hãy nhìn nhận lại là đôi khi chính những cái điều đó là giúp cho mình phát triển hơn, giúp cho mình phát triển bản thân, mình phát triển công việc kinh doanh, mình phát triển hay là nền kinh tế chung của cả thế giới phát triển hơn. Rồi ok, Nguyên chị chia sẻ thêm như vậy thôi. Rồi chúc các anh chị em mình một cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên gia đình ha, và đừng quên là tối nay thì chúng ta còn một cuộc hẹn ở trên Zoom vào lúc 8:30 nữa nha các anh chị, chứ mình cũng đừng vui quá nha. Rồi ok, xin chào tất cả các anh chị em ha. Nữa là mình hãy nhớ gửi lời cảm ơn đến người bạn hỗ trợ của chúng ta, người bạn đã gửi link cho mình. Cảm ơn nhóm trưởng Trần Huyền Trang đã gửi link, cảm ơn tất cả anh chị em đã chia sẻ link và lan tỏa giá trị nhóm học tập. Rồi xin chào các anh chị em.